Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, Văn Hậu đi vào lịch sử với màn ra mắt ở Cúp Quốc gia Hà Lan. Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho đội 1 Heerenveen. Anh cùng đồng đội giành chiến thắng 2-0 trước Jura JC ở vòng 2 Cúp Quốc gia diễn ra rạng sáng ngày 18 tháng 12. Phút 89 trận đấu giữa Heerenveen và câu lạc bộ hạng dưới Roda JC, tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà. Đoàn Văn Hậu được tung vào sân để thay thế hậu vệ trái Cyril Franus. Ngôi sao của tuyển Việt Nam thi đấu quyết tâm trong lần đầu tiên được trao cơ hội ở màu áo đội 1. Hậu vệ mang áo số 15 không ngần ngại thực hiện những tình huống truy cản quyết liệt và phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở phút 90+2. Nỗ lực của Văn Hậu cũng giúp đồng đội Heerenveen bảo toàn cách biệt 2 bàn trước sức ép từ đối thủ. Trận thắng 2-0 trên sân nhà Lancia được thầy trò ông huấn luyện viên Janssen vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia Hà Lan. Trở lại với diễn biến trận đấu, Heerenveen đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội mở tỷ số sớm đến với chủ nhà, nhưng Hicham Fai lại dứt điểm trúng vị trí thủ môn Radomir Novakovic chọn sẵn. Khoảng trống nhiều lần mở ra với đội bóng chủ sân Lancia, nhưng Van Bergen, Jay Viman, Jens Ogat đều không thể tận dụng. Với lợi thế áp đảo trước đối thủ, ngay cả trung vệ Ibrahim Drisevic cũng có nhiều tình huống dâng cao tấn công, gây khá nhiều khó khăn về phía khung thành đội khách. Nỗ lực tấn công của Heerenveen được đền đáp ở phút 40. Michel Van Bergen là người ghi tên lên bảng tỷ số với cú dứt điểm chuẩn xác từ đường kiến tạo của Chidera Ejike. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế tạm nghiêng về chủ nhà. Thế chủ động vẫn thuộc về Heerenveen trong hiệp thứ hai. Đoàn quân của huấn luyện viên Janssen có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 55. Nhờ đường truyền của Colongo, Jeviman khống chế rồi tung cú sút gia tăng cách biệt cho chủ nhà. Có được cách biệt an toàn, huấn luyện viên Janssen bắt đầu đưa ra sự thay đổi về nhân sự. Cầu thủ chạy cánh Anders Dreyer và trung vệ Daniel Howey được tung vào sân, tiếp tục giúp chủ nhà duy trì vị thế chủ động trong những phút còn lại. Cổ động viên Việt Nam chúc mừng màn ra mắt của Văn Hậu. Sáng ngày 18 tháng 12, Văn Hậu có lần ra sân đầu tiên cho màu áo đội 1 SC Heerenveen ở trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia Hà Lan. Phút 89 của trận đấu giữa Heerenveen và Roda, Hậu được vào sân thay cho Cyril Franus. Lúc này đây, học trò của huấn luyện viên Janssen dẫn trước 2-0, cầm chắc chiến thắng trong tay. Khi tiếng còi, mãn cuộc vang lên, trang mạng xã hội chính thức của Heerenveen có bài đăng chúc mừng Hậu đánh dấu lần đầu tiên ra sân. Khi giấc mơ trở thành sự thật, khoảnh khắc tuyệt đẹp, đội Văn Hậu có màn ra mắt SC Heerenveen vào tối nay. Heerenveen viết trên mạng xã hội của đội bóng, cùng với đó là bức ảnh Hậu và đồng đội. Thời điểm đăng tải bài viết 4 giờ ngày 18 tháng 12 giờ Hà Nội. Nhưng nhiều cổ động viên Việt Nam để lại lời chúc bình luận, khích lệ hậu vệ quê Thái Bình. Chúc mừng Đoàn Văn Hậu, cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra mắt tại Hà Lan. Tài khoản Trần Mạnh Hùng viết: được ra sân là tốt rồi, phút 89 cũng được, hy vọng trận sau được thử sức lâu hơn. Tài khoản Tài chứ ai lạc quan: chúc em thành công trên con đường sự nghiệp, sự thành công phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Anh tin em làm được vì em là con trai của quê lúa Thái Bình. Tài khoản Anh Nguyễn Minh Anh động viên: tuyệt vời, chúc mừng Văn Hậu, tự hào quá Việt Nam ơi, là hàng loạt bình luận khác sau trận đấu. Trước khi trận đấu này được diễn ra, huấn luyện viên Janssen khẳng định Hậu sẽ cần thiết đối với Heerenveen cho nửa sau của mùa giải. Lúc 0:30 ngày 22 tháng 12, Heerenveen tiếp đón Heracles trên sân AB Lancia ở vòng 18 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Người hâm mộ kỳ vọng rằng hậu vệ sinh năm 99 tiếp tục được trao cơ hội ra sân. Thái Lan muốn bổ sung cầu thủ nhập tịch dự giải U23 châu Á. Benjamin James David, cầu thủ trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ Fulham, đang có cơ hội khoác áo Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà. Theo truyền thông xứ chùa vàng, những ngày qua, huấn luyện viên trưởng Akira Nishino đang làm việc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT nhằm nỗ lực có sự phục vụ của Benjamin James David cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà. Ben David, tên gọi tắt, đang chơi nổi bật ở vị trí tiền vệ trong màu áo U23 Fulham. Đây được coi là phương án bổ sung chất lượng thay thế Ekanit Panya đang gặp chấn thương, không thể góp mặt ở giải đấu quan trọng trên sân nhà của voi chiến. Do vòng chung kết U23 châu Á vốn không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, các câu lạc bộ châu Âu không có nghĩa vụ nhả người cho tuyển quốc gia.
nên đây là khó khăn lớn đối với huấn luyện viên Nishino trong công cuộc tái thiết sức mạnh cho đội bóng. Sau thất bại ở môn bóng đá nam SEA Games 30, U23 Việt Nam đang đặt quyết tâm cao trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà. Trước khi sang Philippines dự SEA Games 30, Ben từng được huấn luyện viên Nishino quy hoạch cho xuất ở đội U22 Thái Lan. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản không đồng ý, nên Ben David đã không thể cùng vào chiến tham dự đại hội thể thao khu vực. Ben David từng được huấn luyện viên Nishino triệu tập lên tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị trận giao hữu với Congo hồi tháng 10. Mới 19 tuổi nhưng anh sở hữu kỹ năng chơi bóng, tư duy chiến thuật ấn tượng. Ben dễ dàng ghi điểm với ông thầy người Nhật, được coi là của để giành chất lượng cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đây không phải lần đầu huấn luyện viên Nishino muốn tăng cường cầu thủ Thái cho các tuyển quốc gia. Chính sách trọng dụng cầu thủ nước ngoài mang dòng máu Thái Lan được ông Nishino áp dụng ngay từ những ngày đầu làm việc như sự hưởng ứng xu thế chung của các nền bóng đá châu Á. Bằng chứng là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch Elias Dola, Manuel Tombier. Bóng đá Thái Lan nhận tin vui lớn sau khi liên tục bị Việt Nam qua mặt. Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan cho rằng với sự hỗ trợ của tập đoàn đang sở hữu câu lạc bộ Leicester City, nước này có thêm nhiều tài năng trẻ đẳng cấp trong tương lai gần. Theo hãng thông tấn Bangkok Post, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT và tập đoàn King Power, chủ sở hữu câu lạc bộ Leicester ở giải Ngoại hạng Anh, vừa chính thức thỏa thuận hợp tác để xây dựng học viện đào tạo bóng đá quốc gia mang đẳng cấp quốc tế ở Thái Lan. Dự kiến học viện được xây dựng tại huyện Muak Lek của tỉnh Saraburi và sẽ mang tên Trung tâm Đào tạo bóng đá quốc gia King Power. Với một số vốn đầu tư dự kiến 500 triệu bạt, tức khoảng hơn 380 tỷ Việt Nam đồng. Tờ Bangkok Post cho hay, buổi lễ ký kết diễn ra với sự chủ trì của Chủ tịch FAT, ông Somyot Pompamwang, ông Ayawat Srivat Hanabraha, CEO tập đoàn King Power Group, Chủ tịch câu lạc bộ Ngoại hạng Anh Leicester City. Tại đây, Chủ tịch Simeon Pompamwang phát biểu, King Power có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo, phát triển bóng đá khi làm chủ sở hữu Leicester City. Điều đó có thể giúp chúng tôi đặt nền tảng tuyệt vời để phát triển bóng đá Thái Lan thông qua trung tâm đào tạo này. Điều quan trọng là phải có kế hoạch tổng thể, nhưng điều quan trọng không kém, phải có trung tâm đào tạo chuyên nghiệp được đi vào hoạt động. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững. Theo một tờ báo khác, CN Sport, việc trung tâm đào tạo mang đẳng cấp quốc tế được ra đời với sự đầu tư của tập đoàn King Power là tin vui lớn với bóng đá Thái Lan, trong bối cảnh nền bóng đá nước này không có thành tích tốt ở các lứa tuổi trẻ vài năm trở lại đây. Với việc học viện này được ra đời, người hâm mộ Thái hoàn toàn tin tưởng rằng quốc gia này sẽ cho ra nhiều tài năng trẻ đẳng cấp trong tương lai gần. Huấn luyện viên Park Hang-seo sắp có thêm đối thủ đáng gờm ở Đông Nam Á, không phải từ Thái Lan. Một huấn luyện viên Australia sắp lên thay thế ông Ong Kim Swee, người bị sa thải vì thất bại ở SEA Games 2019. Theo truyền thông Malaysia, Liên đoàn bóng đá nước này FAM sắp bổ nhiệm nhà cầm quân người Australia Brad Maloney dẫn dắt đội tuyển U23 thay thế ông Ong Kim Swee, nhà cầm quân mới bị sa thải vì để đội U22 bị loại khỏi SEA Games 30 ngay từ vòng bảng. Dự kiến huấn luyện viên Brad Maloney chính thức được bổ nhiệm vào năm 2020. Ông Matt Maloney sinh năm 1972, 47 tuổi, từng là trợ lý huấn luyện viên tuyển quốc gia Malaysia trong giai đoạn 2014-2018. Hồi đầu năm 2019, ông được FAM bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội U19 Malaysia. Do nhận thấy huấn luyện viên Brad Maloney là nhà cầm quân giàu triển vọng, FAM dự kiến để ông chèo lái U23 thay thế huấn luyện viên Ong Kim Swee. Huấn luyện viên Brad Maloney thể hiện tài năng của mình khi dẫn dắt U19 Malaysia giành Á quân giải U19 Đông Nam Á 2019 được tổ chức tại Việt Nam. Ở giải này, trái ngược với việc U19 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, U19 Malaysia thi đấu rất hay, lọt vào chung kết và chỉ chịu thua sát nút 0-1 cho Australia. Ngoài ra, ông Brad Maloney ghi điểm bằng cách dẫn dắt U19 Malaysia giành vé dự vòng chung kết giải U19 châu Á 2020. Trong tương lai, nếu dẫn dắt U23 Malaysia, khả năng cao huấn luyện viên Brad Maloney có dịp đối đầu huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam. Cũng liên quan tới bóng đá Malaysia, cách đây không lâu, một số thành viên của FAM cho rằng liên đoàn nên để ông Tan Sri Ho dẫn dắt kiêm nhiệm cả tuyển quốc gia lẫn U23, giống trường hợp của ông Park hay Nishino ở Thái Lan. Tuy nhiên, sau một số cuộc họp, FAM quyết định bác bỏ đề xuất này. Trước mắt, ông Tan Sri Ho chỉ tập trung cho tuyển quốc gia tham dự các trận đấu còn lại thuộc vòng loại World Cup khu vực châu Á, nơi Malaysia đang đứng nhì bảng với 2 điểm kém hơn so với tuyển Việt Nam.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.